tuổi. Ừ, ăn luôn em. Em đang ở số bao nhiêu? Em số 00, em cứ đứng ở ngoài thì anh bây giờ anh mới chưa tới Phùng Quang, anh đang đi bộ vào vợ. Anh đầu Phùng Quang nhá. Đầu Phùng Quang đấy, đầu thì em cứ đứng ở ngoài, anh đang đi xuống rồi đó. Bây giờ anh mới tới. Anh đi cái gì đấy? Xe buýt rồi. Xe buýt rồi, phải đi xe máy. Nhét anh vào trong cái cặp hả? Còn nào không? Giờ anh đi lối nào về? Nếu mà đi lối dưới này gần nhất. Chưa biết phòng đúng không? Bây giờ ra tìm đúng không? Phòng có rồi, còn nó thuê rồi. Giờ vi thẳng ra từ đấy chị. Vâng, ra Sơn Dương. Anh ở tít ở trong kia cơ. Ừ. 227 cơ. Đây, nghe đâu rồi? 227. 227. Ừ. Ừ, đi. Chà, này chắc ở nhà. Đâu, trà nó ở trên chỗ Roi ổ cơ. Nó ở chỗ khác cơ. Nó ở tít trên chỗ Roi ổ City cơ. Đó, anh ở mình mà. Thôi đi nhau.
là vừa gì, bác chúng ta bảo xem mua liệu là dọn đi nào. Ra làm vừa rẻ vừa tốt vừa mất vừa được trang nào. Ra làm đồ gia dụng của chúng em. Xin kính chào tất cả bà con cô chú chú bác đang lắc đắc gần xa, đang lắc đắc gần chợ. Những chuyện đến với gia đình của chúng em nào. Hôm ngày hôm nay chúng em đang xả hàng giảm giá. Cho mà chỉ lấy tiền công chứ không tính chất lượng đâu nào bà con cô chú chú bác anh chị em ơi. Hàng rẻ quá mà, hơn giao hơn tất cả các loại luôn nha bà con cô chú chú bác.